Việt Nam 12, năm 9 rút ngắn từ ngày 2/4/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ramnath Kovind. Hôm nay, ngày 2/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường đi thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2/4/2018. After 2018, trên Mani Summer tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, Trợ lý Chủ tịch nước Trần Quang Tiệp. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tới Cộng hòa Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu rộng, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ. Kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Ấn Độ, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammed Abdul Hamid, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4/6/2018. Nguồn: Vover.